cưới để cùng nâng những chén rượu để chúc phúc cho đôi bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng được kính mời và thân ái kính mời toàn thể quý vị. Cho hai bên gia đình nói lời cho cô dâu và chú rể xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách những lời chúc sức khỏe, những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi có chút thời gian vàng ngọc của mình để đến chung vui cùng với gia đình. Vâng, đầu tiên cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình bây giờ đây đã trên sân khấu tình yêu rồi, có thể quý vị sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đi được không ạ? Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Toàn thể các quý thân mến, hôm nay quả thật là một ngày lành tháng tốt. Trong một không khí đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc của hai bên gia đình cùng với toàn thể quý vị khách quý. Trong không khí hân hoan rào rực như vậy, cũng như là đôi tình yêu của bạn trẻ đã tìm được đến với nhau, thì ngay giây phút này đây cũng không để quý quan khách phải chờ đợi lâu thêm nữa, cho phép những người làm chương trình được thông báo tới toàn thể quý vị buổi lễ vu quy của đôi bạn trẻ Ngọc Lương và Đình Văn chính thức được bắt
đầu. Bốn tay đi xe từ nãy em ấy dạ vâng ạ. Toàn thể quý vị thân mến, bây giờ đây toàn thể quý vị sẽ cùng nhau hướng mắt lên trên sân khấu tình yêu của chúng tôi đại diện hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể lên ra mắt với toàn thể quý vị khách quý. Kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ đã chấp cánh. Từ tình yêu đôi lứa, hai bạn trẻ đã tìm đến được với nhau. Quý vị ạ, vâng, toàn thể quý vị các quý thân mến, trong niềm hân hoan hạnh phúc như vậy, được sự nhất trí của chính quyền địa phương đôi bên gia đình cũng như là sự đồng tình của cô dâu và chú rể, bây giờ đây cho phép những người làm chương trình xin được thông báo buổi lễ vui quy của đôi bạn trẻ Ngọc Lương và Đình Văn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị đi được không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một con người chúng ta. Tình yêu là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Và cô dâu Ngọc Lương cùng với chú rể Đình Văn cũng không ngọn ngào ngoài quy luật đó. Quả thật đúng là yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tới vịn cũng lần mà gian. Yêu nhau chẳng quản gian nan, nắng mưa cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, yêu nhau thì được cả hai phía mẹ cha vừa lòng, đúng không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trong buổi lễ vui quy hạnh phúc ngày hôm nay đây, đã có sự hiện diện của hai bên gia đình, thì bây giờ đây ban tổ chức gia đình xin trân trọng được kính mời người là cha là mẹ đại diện hai bên gia đình sẽ có một số đôi lời phát biểu cùng với toàn thể quý vị. Xin trân trọng được kính mời. Hãy có chế độ con chưa khỏi có tàng nạn. Dạ vâng, vừa rồi thì toàn thể quý vị cũng đã được lắng nghe những lời trao dâu nhận rể từ phía đại diện hai bên gia đình. Quý vị thân mến, quả thật đúng là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mắt trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tâm tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Chính vì vậy, trong ngày trọng đại, ngày hạnh phúc ngày hôm nay đây, những người là cha là mẹ cũng sẽ có những món quà yêu thương, những món quà tình yêu gửi tặng cũng như là dành tặng cho những người con yêu quý của mình. Xin trân trọng được kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên phía trước một bước đi ạ. Dạ vâng, và bây giờ sẽ là những món quà yêu thương của những người là cha là mẹ sẽ dành tặng cho những đứa con yêu quý nhất của mình. Trân trọng được kính mời. Dạ vâng, vừa rồi thì toàn thể quý vị cũng đã được chứng kiến là những người cha người của cô dâu đã có những món quà gửi tặng cho những đứa con yêu thương của mình. Và bây giờ sẽ là những người cha người mẹ của chú rể cũng sẽ có những món quà yêu thương hạnh phúc gửi tặng cho đứa con dâu yêu thương nhất của mình. Dạ vâng, toàn thể quý vị thân mến,
một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị đi được không ạ? Dạ vâng, bây giờ đây tiếp tục cũng sẽ là những món quà tình yêu, những món quà yêu thương của những người là cha là mẹ sẽ có những món quà gửi tặng cho những đứa con yêu quý của mình, những món quà tình yêu, những món quà thay cho lời yêu thương hạnh phúc nhất. Thay lời cảm ơn tới những người là cha là mẹ, cảm ơn những bậc sinh thành, thì bây giờ đây trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ có những chén rượu nồng dâng lên những người là cha là mẹ. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Tất cả quý vị phía dưới chúng ta cũng sẽ rót rượu đi ạ, rót rượu vào cồng nâng những chén rượu để chúc phúc cho đôi vợ trẻ cùng với gia đình đi ạ. Trân trọng được kính mời. Rồi thì cô dâu và chú rể cũng đã nâng những chén rượu tình dịnh hiếu lên những người là cha là mẹ. Xin chúc cho cô dâu và chú rể sẽ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho hai bên thông gia sẽ tình luôn thắt chặt, gắn bó keo sơn. Xin chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình. Và bây giờ xin trân trọng được kính mời cô dâu, chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình sẽ trở về chỗ ngồi danh dự để cùng nhận những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị khách quý. Trân trọng được kính mời.